Giao chiến lớn ở Syria tìm tổng hợp. Video đưa lên các trang web xã hội trong ngày thứ Năm và thứ Sáu cho thấy đang có giao chiến dữ dội tại nhiều vùng ở Syria. Tại Đông Ghouta là một vùng ngoại ô của thủ đô Damascus, xe tăng của dân quân đang tiến gần chiếm giữ vị trí và nã súng vào những vị trí của quân đội chính phủ. Ở Tây Ghouta cũng là một vùng ngoại ô ở thủ đô Damascus, phi cờ chính phủ thả bom xuống thị trấn Khan al-Sheikh. Hình ảnh từ vùng nông thôn Deir Ezzor cho thấy là nhiều xác dân quân của binh đoàn Al-Qaeda Syed, là binh đoàn nằm dưới sự chỉ huy của quân đội tự do Syria, được các nước Tây phương yểm trợ. Trong lúc dân quân không thừa nhận quân đội chính phủ đang thắng thế, ông Bashar Jamus là một thành viên Hội đồng Quốc gia Syria nói rằng nếu Tây phương không can thiệp, tình trạng sẽ ngày càng bất lợi cho dân quân. Chiến tranh Syria đã làm ít nhất 150.000 người bị thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong lúc quân đội Al-Assad được Nga và Iran cung cấp tài chính và vũ khí, dân quân thuộc nhiều nhóm khác nhau để chia rẽ, thường giao chiến lẫn nhau. Tây phương cũng ngần ngại trang bị cho dân quân, sợ vũ khí lọt vào tay những nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda.